Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chủ đề quốc phòng toàn dân kỳ này của Đài Trò Đại trinh, như thường lệ, mở đầu sẽ là phần tin hoạt động của lực lượng chủ trang tỉnh. Cuối chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến các đồng chí và các bạn phóng sự, tăng gia sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội và lực lượng chân quân. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2019, Hội đồng Quân dân Phòng Hậu Cần, Bộ Chỉ quyền Quân sự tỉnh Trà Vinh đã tổ chức Đại hội Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021. Thay mặt toàn thể quân dân phòng hậu cần, Trung tá Võ Quy Hùng, Phó chủ nhiệm hậu cần, Chủ tịch Hội đồng quân dân phòng hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đã báo cáo kiểm điểm đánh giá kết quả công tác của tập thể quân nhân và hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2017-2019. Qua đó, Hội đồng Quân dân đã tham mưu cho đảng quỹ, ban chủ nhiệm làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn, tổ chức Hội đồng Quân dân hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực nhiệm vụ công tác. Qua đó, đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị và trang bản của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cơ quan, kho trạm hậu cần an toàn, tổ chức tốt việc duy tu, bảo dưỡng, chống chột, chống tạc quân trại, bảo đảm tốt quân lương, quân trang và các chế độ tiêu chuẩn quân du cho bộ đội, chỉ đạo xây dựng tốt các bếp ăn cho đơn vị, 100% bếp ăn tập trung toàn tỉnh, thực hiện chia ăn theo định xuất, bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân du tốt, tổ chức tốt công tác vệ sinh phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe đạt 98,4%. Bệnh viện Quân dân y tổ chức thu dung điều trị tốt cho bệnh nhân luôn bảo đảm an toàn trong điều trị, bảo đảm kịp thời các nguồn kinh phí cho hoạt động, giám sát, chỉ tiêu chặt chẽ, đúng nguyên tắc. Theo chương trình, Đại hội tổ chức bầu hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2019-2021. Với tinh thần phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm thực hiện tốt quyền và kế vụ của các quân nhân sáng suốt lựa chọn ra những đồng chí có đủ tiêu chuẩn bầu vào hội đồng quân nhân khóa mới. Kết quả bỏ phiếu, các đồng chí quỹ viên của Hội đồng Quân nhân trúng cử nhiệm kỳ 2019-2021 gồm 5 đồng chí, Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu đồng chí Trung tá Võ Quy Hùng, Phó chủ nhiệm hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quân dân phòng hậu cần nhiệm kỳ 2019-2021. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kết hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự quyền Càng Long, cấp quỹ chính quyền địa phương xã Bình Phú, quyền Càng Long, đã tổ chức lễ bàn trao căn nhà đồng đội cho Đại quý Ngô Quang Kiên, trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự quyền Càng Long, hiện đang có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Sau hơn 2 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành trên diện tích xây dựng gần 100m2 tại ấp Phú Phong 2, xã Bình Phú, huyện Càng Long. Căn nhà cấp 4 được xây dựng với kết cấu bằng móng bê tông, cốt thép kiên cố, tường xây gạch với tổng số tiền xây dựng trên 150 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, được trích từ quỹ tình đồng đội do cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đóng góp, số còn lại do gia đình hỗ trợ thêm. Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng đơn vị và cấp quỹ chính quyền địa phương đã trao tặng một số phần quà cho gia đình đồng chí Ngô Hoàng Kiên. Phát biểu tại buổi lễ, đại quý Ngô Hoàng Kiên đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự quan tâm của Đảng quỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng đơn vị cũng như đồng chí đồng đội đã hỗ trợ xây dựng được căn nhà đồng đội. Đây là nguồn động viên để bản thân có thêm nghị lực chăm lo cho gia đình và an tâm tư tưởng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Được biết, đây là căn nhà thứ bảy trên tổng số 10 căn nhà đồng đội mà Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã dẫn động hỗ trợ cho cán bộ đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong năm 2019 đã được bàn giao. Ban chỉ đạo Tết quân dân huyện Cầu Ngang vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hai cây cầu giao thông nông thôn. Hai cây cầu bê tông được xây dựng nằm trên tuyến đường ấp Năng Nơi, xã Kim Quà, huyện Cầu Ngang, với tổng kinh phí xây dựng là gần 161 triệu đồng. Trong đó, học viên, bác sĩ nhà đất, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 119 triệu đồng số còn lại do nhân dân địa phương đóng góp. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng đến nay, hai cây cầu đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Hai cây cầu bê tông mới được xây dựng không chỉ mang ý nghĩa nối liền các tuyến đường, giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại mà còn góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương. Đặc biệt góp phần cùng xã Kim Hòa sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất, cũng trong dịp này, Ban chỉ đạo Tết Quân Dân quyện còn tiến hành làm lễ bàn giao 34 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 15 xã thị trấn của quyện. Mỗi căn trị giá 25 triệu đồng do Quỹ Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh dẫn động các mạnh thường quân hỗ trợ. Được biết, Tết Quân Dân năm 2019 của tỉnh Trà Vinh được tổ chức trên địa bàn quyện Cầu Ngang. Đến thời điểm này, đã dẫn động các tổ chức cá nhân, các công ty doanh nghiệp và mạnh thường quân hỗ trợ bằng hiện vật và tiền mặt với tổng số tiền trên 9 tỷ đồng để phục vụ cho các hoạt động từ đây cho đến ngày diễn ra các hoạt động chính thức, dự kiến vào trung tuần tháng 1 năm 2020 trên địa bàn xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang. Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2019, đoàn cán bộ trường quân sự tỉnh Trà Vinh do đại tá Nguyễn Giang Nhanh, chính quyền trường quân sự làm trưởng đoàn, kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tổ chức đến thăm và tặng 20 phần quà cho các gia đình neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà là 20 kg gạo và đồ dùng nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày với tổng số tiền là 6 triệu đồng. Theo đại tá Nguyễn Văn Nhanh, chính quỹ trường quân sự tỉnh cho biết, đây là số tiền cho cán bộ chiến sĩ đơn vị đóng góp trên tinh thần tự nguyện và cũng là mô hình hữu gạo tình thương do đảng quỹ ban giám hiệu nhà trường phát động từ năm 2017 với hình thức mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ trích từ tiền lương của mình hàng tháng đóng góp xây dựng quỹ để hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân hàng tháng và tặng học bổng đỡ đầu cho ba em học sinh của trường tiểu học sông lộc mỗi em là 500.000 đồng mỗi quý theo ông trần văn quyện chủ tịch quỹ ban dân xã sông lộc cho biết toàn xã có trên 400 hộ nghèo chiếm tỷ lệ trên 11% dân số của xã những hạt gạo kể tình mà cán bộ chiến sĩ trường quân sự tỉnh hỗ trợ tùy số lượng không nhiều so với khó khăn của bà con nhưng sẽ giúp bà con nghèo nơi đây phần nào đỡ chất giả trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cùng với hứng chìm chủ quấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang tỉnh còn tích cực tham gia phong trào chung sức xây dựng đông thu mới. Qua đó, góp phần thay đổi bộ mặt nhiều chuồng quê và tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao quý của bộ đội cụ hồ trong lòng người dân. Trong cái nắng ôi bức và những cơn mưa bất chợt trong những ngày qua, hơn 50 cán bộ chiến sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự quyền cầu kè vẫn không quản ngại khó khăn, miệt mài, xe từng xe đá để nâng cấp tuyến đường giao thông tại ấp 3, xã Phong Phú, quyền cầu kè. Đây là một trong những hoạt động trong đợt hành quân giả ngoại, lao động kiếp dân trên địa bàn xã Phong Phú, quyền cầu kè của bộ chỉ huy quân sự tỉnh tháng 9 năm 2019. Ngoài làm đường giúp địa phương sửa chữa, nâng cấp đường, đáp móng cầu giao thông nông thôn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn tổ chức tặng quà cho đối tượng chính sách, gia đình khó khăn. Cùng đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh do Đại tá Quỳnh Công Đức, Phó Chính quỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn kết hợp cùng với cấp quỹ chính quyền địa phương đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn. Chúng tôi càng hiểu thêm những khó khăn chất giả của bà con nơi đây. Tại nhà ông Thạch Thưa là thương binh hạng 4 trên 4, hiện cư ngụ tại ấp nhì xã Phong Phú. Ông xúc động nói, bản thân là thương binh trong những năm qua, tuy đã được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của đảng và nhà nước, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, trong người lại mang nhiều bệnh tật, nên không còn lao động được. Con cái thì đông, tất cả đều đi làm ăn xa. Kinh tế cũng không khá giả, nên gia đình cũng rất chất giả trong cuộc sống. Nhưng được sự quan tâm của cấp quỹ chính quyền địa phương, cũng như hôm nay được Bộ Chỉ quy quân sự tỉnh xuống giúp đỡ cho địa phương, trong đó có gia đình ông. Ông rất vui. Tuy món quà không chịu, nhưng cũng phần nào động viên ông tiếp tục phấn đấu dường lên giáo dục con cháu tiếp bước truyền thống của quê hương và gia đình góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển tự do là tình đồng chí đồng đội ha qua thân viếng này kia tôi cũng, tôi mừng quá này rồi đồng chí tôi cố gắng là tích cực công tác tại vì biết sao vì cái nghèo nó cũng còn nhiều lắm à, vậy đó người đồng chí đi tới tận nhà hoặc là có quà tặng này kia nọ tôi cũng chúc cho từng đồng chí ha cố gắng hơn nữa. Bên cạnh việc hỗ trợ địa phương sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, thăm tặng quà gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ lực lượng quân sự tỉnh còn kết hợp với cấp quỹ chính quyền địa phương, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trực tư, cây, tôn để giúp các hộ gia đình neo đơn, sửa chữa và cất lại những căn nhà tạm bợ. Qua đó, giúp địa phương hoàn thành việc xóa nhà tạm cho hộ kèo, gia đình chính sách khó khăn. Theo ông Trần Văn Lắm, cán bộ hội chữ thập đỏ xã Phong Phú cho biết, từ ngày bộ đội về giúp bà con, công việc hoàn thành rất nhanh và đạt hiệu quả. Sự giúp đỡ này không những giúp cho xã xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần thắt chặt thêm tình cảm quân dân. Người dân địa phương phú thì phải nói là cái hình ảnh anh bộ đội là đối với người dân phong <laughs> phú thì phải nói là một cái tấm gương rất là rất là tốt đẹp nó là đem lại nhiều cái lợi ích nó là cho địa phương của phong phú nói chung của huyện cù kè nói riêng theo bà quỳnh thị định chủ tịch quỹ ban nhân dân xã phong phú cho biết phong phú là một trong những xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tuy nhiên cũng còn một số lĩnh vực cũng còn hạn chế Tuy nhiên, hiện nay, được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giúp địa phương tiếp tục thực hiện rất nhiều việc có ý nghĩa. Trong đó, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đã thực hiện nhiều công trình phần diệt như tổ chức giúp đỡ nhiều hộ khó khăn, xóa nhà tạm, dột nát, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp các gia đình nghèo, hộ chính sách ổn định cuộc sống, được cấp quỷ chính quyền địa phương và nhân dân đánh giá cao. Vừa qua thì được Bộ Chỉ huy sự tỉnh là hỗ trợ lực lượng xuống mà hỗ trợ với địa phương thì thứ nhất là cũng là cùng với địa phương làm lại những tuyến đường cũng như là gia cố các cầu rồi đi thăm đi đọc sách và hỗ trợ các em học sinh nghèo thì vừa qua thì tình hình trong nhân dân là rất là phấn khởi, là các em học sinh thì cũng rất là vui và cũng nhờ cái lực lượng của bộ y tế tỉnh cũng đã góp một phần là cho cái xã phú xây dựng thành công xã thôn mới. Với những việc làm thiết thực và đạt hiệu quả trong những năm qua, lực lượng chủ trang tỉnh trà vinh đã tiếp tục khẳng định vai trò của mình, luôn sát cánh cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ đó tạo tiềm lực về kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân góp phần củng cố quốc phòng an ninh và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Thưa các đồng chí và quý vị, khắc phục điều kiện thời tiết khí hậu chuyển biến phức tạp, khắc nghiệt năm 2018-2019 với sự chỉ đạo chặt chẽ của Tổng cục Hậu Cần, sự vào cuộc trách nhiệm của cấp quỹ chỉ quy các cấp Bộ chiến quy quân sự tỉnh trà Vinh đã tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất đạt hiệu quả cao, bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn, vệ sinh, thiết thực nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ. Để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ, ngoài chế độ theo quy định, thì việc tổ chức sản xuất để tạo ra nguồn lương thực, thực phẩm bảo đảm ngày càng tốt hơn đời sống của bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ là việc làm rất cần thiết. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh có 4 khu trồng rau an toàn được thiết kế theo dạng chà lưới, chiều dài 45m, chiều rộng 15m. Hàng ngày sau giờ làm việc, các cán bộ chiến sĩ tham gia chăm sóc khu vực tăng gia sản xuất. Thời gian qua, phòng hậu cần đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị tận dụng diện tích đất trống để tăng gia sản xuất ở cả 3 cấp theo hướng toàn diện, bền vững. Hàng tháng, hàng quý, các ban chỉ quy quân sự quyện tổ chức các đoàn xuống ban chỉ quy quân sự xã, thị trấn để kiểm tra, gợi ý, định hướng nhằm chọn mô hình tăng gia sản xuất nào đem lại hiệu quả cao. Hiện nay, nhiều ban chỉ quy quân sự xã, thị trấn đã thực hiện hiệu quả. Mô hình giường ao chuồng của ban chỉ quy quân sự xã Tân Bình, huyện Càng Long được nhiều đơn vị trong toàn tỉnh đã đến tham quan học hỏi. Ngoài khuôn viên trụ sở làm việc, đơn vị có 600 m vuông đất đồng kịp đơn vị đã khai thác bố trí được 400 m vuông đất trồng các loại rau xanh, 150 m vuông ao nuôi cá, nuôi ba con bò. Sau khi chập bếp, định mức ăn của đơn vị về rau củ quả giảm hơn 25% so với giá thị trường, thịt cá giảm 15% so với giá thị trường, số còn lại cung cấp cho thị trường. Trong năm qua, đơn vị đã cung cấp cho thị trường trên 750 kg rau củ các loại, bán được trên 6 triệu đồng, ao cá thu vào trên 12 triệu đồng xuất chuồng hai con bò thu vào trên 35 triệu đồng. Tổng thu từ mô hình vườn ao chuồng của đơn vị hơn 53 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí còn lợi nhuận hơn 20 triệu đồng. Để đạt được kết quả trên là phải nói đến nỗ lực của cán bộ chiến sĩ ban chỉ quy quân sự xã đã đóng góp ngày công lao động tham gia cải tạo đất, hoàn tất các khâu dư, giống, phân bón để thực hiện mô hình. Đa phần các cán bộ chiến sĩ ban chỉ quy quân sự xã đều xuất thân từ nông dân các anh em vừa tham gia công tác huấn luyện trong lực lượng dân quân, vừa tham gia tăng gia sản xuất cải thiện đời sống, nên việc chăm sóc trào màu là vấn đề không khó. Sau khi nhận được kế hoạch của cái ban đảng ủy, ban chi viện, ban chi đảng chi bộ quân sự và triển khai đến từng cán bộ chiến sĩ, đảng viên của chi bộ thực hiện tốt cái kế hoạch của trên, đồng thời là vận động các nhà hảo tâm và đồng thời tham mưu đảng ủy quý ban rồi xây dựng cái kế hoạch để thực hiện khai thực hiện cái mô hình tăng gia sản xuất đồng thời đến đến nay là đã thu hoạch được là 750 kg các loại rau quả đồng thời là đưa vào bếp ăn cho từng hàng ngày để cho đảm bảo là 10.000 trên một ngày và đối với từng đồng chí đồng thời hiện nay đã thu được là tổng kinh phí là 4 triệu 700 ngàn đồng thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện đảm bảo kế hoạch của đảng quỹ ban du huyện và của chi bộ đề ra nhằm để cải thiện đời sống và nhân rộng mô hình đảm bảo trong thời gian tới. Ban chỉ huy quân sự xã Nhị Long Phú, huyện Càng Long thì tranh thủ quỹ đất quanh cơ quan trên 100 m vuông trong các loại rau xanh như hành, cải xanh, cải bắp, ớt, rau mồng tơi, cải ngọt, rau gia vị. Qua việc xây dựng mô hình trường rau ở đơn vị đã đáp ứng được nguồn thực phẩm an toàn cho đơn vị. Sau khi nhập bếp, định mức ăn của đơn vị về rau củ quả giảm hơn 25% so với giá thị trường. Qua hoạt động sản xuất không chỉ tạo ra các loại rau củ quả, thực phẩm mà còn có tác động giáo dục ý thức về lao động, tinh thần tự lực, tự cường của quân đội nhân dân Việt Nam cho lực lượng chân quân xã. Nhờ sự quan tâm của đảng quỹ và quỹ ban thì tạo điều kiện tham mưu với lãnh đạo các cấp trên thì xây cho ban chủ yên xã được cơ quan làm việc mới cũng rộng sạch đẹp và tạo điều kiện cho ban chủ yên sự xã thì cũng có được những tăng gia khu sau thì nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho anh em trong đơn vị một một mặt thì trước hết thì cũng đối với các đồng chí dân quân trực ở đây thì phần lớn cũng là nông dân thì mình tạo được cái vườn tăng gia cũng như là mình tạo điều kiện cho anh em là cải thiện được đời sống những nỗ lực của ngành hậu cần và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ toàn quân đã cho kết quả đáng mừng các đơn vị được đầu tư cơ sở hạ tầng tăng gia sản xuất có đủ diện tích đất trồng rau, diện tích chuồng trại, gia súc, gia cầm, ao cá nên đã tự túc được gần 85% định lượng rau củ quả, gần 35% định lượng thịt và gần 40% định lượng cá. Nhiều đơn vị đã tăng gia sản xuất tự túc đủ 100% nhu cầu rau thịt. Giá sản phẩm tăng gia sản xuất nhập bếp ăn thấp hơn ngoài thị trường từ 7 đến 26%. Những kết quả đó góp phần nâng cao định lượng ăn hàng ngày của bộ đội và lực lượng chân quân tự vệ. Nguồn thu lãi từ tăng gia sản xuất giúp các đơn vị có điều kiện tăng cường bữa ăn bộ đội và lực lượng dân quân trong các ngày lễ Tết, mua sắm thêm doanh cụ, đồ dùng học tập, hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ. Nhiều đơn vị còn xây dựng được quỹ bình ổn tăng gia sản xuất phòng khi đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Để nâng cao hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, các đơn vị cần chủ động gieo trồng đa dạng chủng loại rau ở các cấp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khu vực đóng quân. Tiến hành trồng rau chất lượng cao, rau chép trụ và trái vụ, củ quả dự trữ ở các vườn rau tập trung để cân đối điều hòa cho đơn vị trong thời điểm chuyển mùa. Đối với những đơn vị có diện tích đất đai chật hẹp thì phải tích cực gieo trồng xen canh, gối vụ, tiến tới tự túc đủ định lượng của bộ đội và lực lượng dân quân. Qua theo dõi công tác tăng gia sản xuất trong các đơn vị cho thấy, bên cạnh việc tìm tra mô hình tăng gia sản xuất phù hợp với đặc thù từng đơn vị, cùng việc khai thác hiệu quả nguồn vốn của trên, thì phương pháp tổ chức chỉ quy tăng gia sản xuất, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ đóng vai trò quyết định đến chất lượng hiệu quả công tác này. Vì vậy, cấp quỹ chỉ quy các đơn vị cần nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên bộ đội và lực lượng dân quân tự vệ tham gia, không cần cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống, góp phần thúc đẩy cơ quan đơn vị dương lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chuyên <laughs> <laughs> đề quốc phòng toàn dân kỳ này của Đại Trung Hoa Đại Chinh đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.